Hello, chào mừng ba mẹ quay trở lại với Miss Thảo Nguyễn và If Lita Edu. Trong cái video ngày hôm nay thì Thảo sẽ mượn lời trong một cái cuốn sách, đó là cuốn sách Cha mẹ đồng hành tiếng Anh chuyện nhỏ, để chia sẻ với ba mẹ về cái cách gọi là học tiếng Anh ở nhà cùng con. Có một cái vấn đề mà gọi là một mối quan tâm rất là lớn của phụ huynh ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ làm như thế nào để giúp cho các bé có thể học tiếng Anh tốt được, đúng không? Nhưng mà vấn đề là không phải ai cũng biết điều đó. Và cái cách mà các bạn bè ở các nước khác người ta học như thế nào thì Thảo sẽ mượn lời trong cuốn sách này để chia sẻ cùng các bạn nhé. Now, let's get started! Cha mẹ đồng hành tiếng Anh chuyện nhỏ, bật mí cách thức siêu đơn giản giúp con chinh phục tiếng Anh tại nhà ngay cả khi cha mẹ mất gốc. Cuốn sách này có sẵn trên Tiki, nên là các bạn nếu mà muốn sở hữu cuốn sách này thì các bạn chỉ cần lên Tiki gõ cha mẹ đồng hành tiếng Anh chuyện nhỏ là các bạn có thể đặt được ha. Hôm nay Thảo sẽ đọc một cái chương, đó là học tiếng Anh cùng con ở nhà. Trước khi con vào lớp 1, thời gian chủ yếu của con là ở bên cạnh ông bà, cha mẹ, ngay trong chính gia đình. Vì vậy, những điều các con học được nhiều nhất trong những năm đầu đời chắc chắn không đâu khác, chính là từ gia đình. Nhiều cha mẹ có xu hướng nghĩ rằng cứ cho con đi học thêm rồi con sẽ giỏi. Cứ cho con xem TV rồi con bắt chước, con nghe nhạc rồi con thẩm thấu. Vì cha mẹ không biết nên chẳng cần can thiệp đối với việc học ngoại ngữ của con. Suy nghĩ đó cũng như gieo một cái cây rồi để mặc cây lớn lên mà không chăm bẵm và uốn nắn. Đúng là trước sau gì rồi trẻ cũng học được tiếng Anh bằng một cách nào đó nếu cần cho cuộc sống của con. Nhưng đến bao giờ trẻ mới học được? Đợi đến lúc đi làm hay bắt buộc phải đi thi một chứng chỉ nào đó? Lúc đó có thể con đã qua giai đoạn vàng của việc học ngôn ngữ và con sẽ chật vật hơn rất nhiều so với những gì được bắt đầu từ sớm. Tôi cho rằng trẻ con học được nhiều nhất từ gia đình. Vì vậy, thay vì phó mặc việc học tiếng Anh của con cho các app học tập, cho nhà trường, cho trung tâm một cách thụ động, tôi đề nghị mỗi phụ huynh chúng ta nên học để trở thành những người thầy cô ngay tại gia đình của mình. Việc làm đó thứ nhất sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đưa đón và tăng thời gian tương tác giữa cha mẹ và con. Thứ hai, nó sẽ giúp cho con học ngôn ngữ một cách rất tự nhiên. Thay vì dạy trẻ một cách chính thống, nghĩa là ngồi vào bàn, có sách, có vở, tôi thích dạy trẻ những thứ nhỏ xíu xung quanh. Ví dụ mẹ dán hết tên đồ vật bằng tiếng Anh lên ngay trên đồ vật. Sau đó mẹ hỏi con what's this? Hay how do you call it in English? Bằng cách đó, trẻ không chỉ học tiếng Anh mà trẻ còn có thể tăng khả năng quan sát thế giới xung quanh và làm giàu vốn từ của mình. Đó là chưa kể, việc hỏi đáp này diễn ra hàng ngày nên cha mẹ và con có thể ôn luyện từ vựng, ôn luyện kiến thức một cách rất tự nhiên. Môi trường học ngôn ngữ tốt nhất nên bắt đầu từ gia đình. Bởi thành thạo một ngôn ngữ là kết quả của thói quen chứ không phải là kết quả của tài năng hay thiên bẩm gì đó. Tôi có một đồng nghiệp người Philippines, bạn ấy có một cô con gái 4 tuổi, vì mưu sinh bạn ấy phải sang Việt Nam dạy học và con gái ở lại Philippines với dì của bé, tức là em gái của bạn tôi. Vì bạn và tôi cũng hay tương tác gặp gỡ nên tôi có cơ hội nói chuyện nhiều với cô bé. Một cô bé 4 tuổi nhưng thông minh và lanh lợi, đồng thời bé nói tiếng Anh rất tốt. Hỏi ra tôi mới biết dù ở Việt Nam nhưng hàng ngày bạn tôi vẫn dành nhiều thời gian để video call và dạy cho con gái học. Ở nhà, dì của bé cũng dành nhiều thời gian để dạy bé nữa. 4 tuổi, bé đã có thể đọc truyện tiếng Anh, giao tiếp với người lạ rất tự nhiên bằng tiếng Anh rồi. Chỉ nhờ vào việc thực hành thói quen học tập hàng ngày, từ trong nhà bé đã có thể học được rất nhiều từ vựng và kỹ năng. Điều đó với tôi quả thực rất tuyệt vời. Đó cũng chính là lý do mà người Philippines nói tiếng Anh rất tốt. Mặc dù nếu bạn nghe người Philippines nói, bạn sẽ thấy họ phát âm không dễ nghe và văn phạm từ dùng nhiều khi cũng không giống tiếng Anh hay tiếng Anh Mỹ. Nhưng không sao cả, mục đích giao tiếp là nói cho người khác hiểu và hiểu người khác nói. Điều đó họ đã làm rất tốt. Vậy tại sao người Việt mình không bắt đầu như họ, học từ những thứ đơn giản trong gia đình? Chỉ cần trong gia đình thôi cũng có vô số thứ để chúng ta dạy con rồi. Đó không chỉ là từ vựng tiếng Anh, là những câu hỏi, đó còn là những thói quen, nói những câu yêu thương, cảm ơn. Cũng như tiếng Việt, tiếng Anh chỉ là một ngôn ngữ để chuyên chở thông điệp. Và thay vì chỉ dạy con, nói với con những điều đó bằng tiếng Việt, mình còn có thể kết hợp dạy con một ngôn ngữ thứ hai. Điều đó thật tuyệt vời biết bao. Và đó cũng là lý do mà Thảo đã tạo ra cái chương trình Cha mẹ đồng hành tiếng Anh chuyện nhỏ. Đến ngày hôm nay thì Iflita đã đồng hành với hàng ngàn ba mẹ Việt Nam chưa biết tiếng Anh nhưng mà vẫn biết cách học để sử dụng những cái từ ngữ, những cái câu nói, những cái đồ vật trong gia đình mình, trong cuộc sống thường ngày của mình để giao tiếp, để hướng dẫn con học tiếng Anh.
Và nếu như các bạn muốn tham gia vào những cái chương trình như vậy, bởi vì các bạn chưa biết tiếng Anh, bởi vì các bạn không biết cách làm thế nào để giúp cho con học tiếng Anh ngay tại nhà từ những điều bình dị nhất, thì các bạn có thể truy cập vào fanpage Iflita Edu ngay ở dưới màn hình cũng như là phần mô tả. Bởi vì ở Iflita Edu các bạn chỉ cần click vào đó và các bạn đăng ký lớp miễn phí, thì Iflita sẽ hướng dẫn cho các bạn trong vài tháng, kèm cặp cho các bạn trong vài tháng để các bạn biết cách bắt đầu học tiếng Anh cùng con và hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng. Điều đó thật tuyệt vời đúng không? Vậy thì tiếc gì một click để có thể tham gia ngay. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất tiếp theo từ Iflita nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.